Chào mừng quý vị đến với bản tin của HCT ngày 5 tháng 10 và sau đây là một vài tin tức đáng chú ý. Đầu tiên là bản tin kim loại về tin tức vĩ mô. Chỉ số đô la vào thứ tư đã giảm 0,24% sau khi báo cáo việc làm ADP hàng tháng tăng ít hơn dự kiến, khiến lợi suất trái phiếu giảm. Thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP trong tháng 9 đã tăng 89.000, yếu hơn kỳ vọng là 150.000 và là mức tăng nhỏ nhất trong hơn 2 năm rưỡi. Chỉ số PMI dịch vụ của ISM tháng 9 giảm 0,9 xuống còn 53,6, mạnh hơn kỳ vọng là 53,5. Số lượng đơn đặt hàng nhà máy trong tháng 8 đã tăng 1,2% so với tháng trước, mạnh hơn kỳ vọng là 0,3% so với tháng trước. Lãi suất thế chấp cố định 30 năm tăng lên 7,53%, cao nhất trong gần 23 năm. Về tin tức kim loại, nhóm nghiên cứu đồng quốc tế ICSG cho biết thị trường đồng toàn cầu dự kiến sẽ thâm hụt 27.000 tấn trong năm nay và thẳng dư 467.000 tấn vào năm 2024. Nhu cầu đồng tinh luyện trên thế giới dự kiến tăng 2% vào năm 2023 và 2,7% vào năm 2024. Sản lượng đồng tinh chế dự báo sẽ tăng 3,8% vào năm 2023 và 4,6% vào năm 2024. Tăng trưởng thế giới trong năm 2023 và 2024 sẽ chủ yếu được duy trì nhờ việc mở rộng công suất điện của Trung Quốc. Năm 2024 cũng sẽ chứng kiến sự khởi động của các nhà máy luyện kim mới ở Indonesia, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Về dự trữ kim loại, dự trữ đồng tại các kho sàn LME giảm 175 tấn, trong khi dự trữ trên sàn Thượng Hải chưa có dữ liệu mới. Dự trữ nhôm trên sàn LME tăng 18.075 tấn. Tiếp theo là bản tin năng lượng về báo cáo năng lượng. Dự trữ dầu thô ở Mỹ giảm 2,224 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 29 tháng 9, vượt kỳ vọng của thị trường về mức giảm 0,446 triệu thùng, theo dữ liệu thống kê hàng tuần của EIA. Dự trữ các sản phẩm chân cất bao gồm dầu diesel và dầu hỏa giảm 1,269 triệu thùng, ngược lại dự trữ xăng tăng mạnh 6,481 triệu thùng. Về tin tức năng lượng, OPEC Cộng đã kết thúc cuộc họp ngắn vào thứ Tư mà không đề xuất bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách khai thác dầu hiện tại. Trong khi Ả Rập Xê Út và Nga cho biết, trong các tuyên bố riêng rằng sẽ tiếp tục cắt giảm nguồn cung tự nguyện cho đến cuối năm nay, tờ O'Brien đưa tin. Tại cuộc họp, Ủy ban Giám sát Trung cấp Bộ trưởng của OPEC Cộng GMMC đã khẳng định cam kết của một số thành viên OPEC Cộng, đồng thời cảm ơn Ả Rập Xê Út và Nga vì đã tự nguyện cắt giảm nguồn cung. Ủy ban cũng sẽ sẵn sàng thực hiện các biện pháp bổ sung bất cứ lúc nào, OPEC cho biết trong một tuyên bố. Cuộc họp GMMC tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 11 năm 2023. Đầu ngày hôm nay, Ả Rập Xê Út và Nga cho biết họ sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng và xuất khẩu tương ứng trong tháng 11, đồng thời sẽ xem xét lại chính sách này vào tháng tới để quyết định có nên cắt giảm sâu hơn hay nới lỏng hơn. Cả hai đều nhắc lại rằng việc cắt giảm nguồn cung là nhằm mục đích duy trì sự ổn định và cân bằng trên thị trường dầu mỏ. Giá dầu sau 2 tuần tăng đã không chịu được đợt bán tháo trên diện rộng vào đầu tuần này, trong bối cảnh lo ngại về lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Cuối cùng là bản tin nông sản về tin tức nông sản chung. Giá ngô tiếp tục giảm điểm trong khi đậu tương giảm nhẹ do cả hai loại cây trồng này đang chịu áp lực từ việc thu hoạch tại Hoa Kỳ đang diễn ra vào nguồn cung cấp toàn cầu dồi dào. Ở chiều ngược lại, giá lúa mì tăng nhẹ. Về diễn biến chính của nhóm nông sản, nguồn cung ngô và đậu tương mới thu hoạch của Mỹ đang tăng thêm và gây áp lực lên giá. USDA cho biết vụ thu hoạch ngô và đậu tương của Hoa Kỳ đều hoàn thành 23%, cao hơn một chút so với mức trung bình 5 năm. Trong khi đó, Stone X hôm thứ Hai đã nâng ước tính sản lượng ngô năm 2023 của Mỹ lên 15,202 tỷ dạ, sản lượng đầu tương của Mỹ đạt 4,175 tỷ dạ. Cả hai đều tăng nhẹ so với trước đó. Khu vực trung tâm nông nghiệp của Argentina cần sớm có thêm mưa để tránh ảnh hưởng tới năng suất lúa mì và kết thúc việc trồng ngô đầu và kết thúc việc trồng ngô đầu vụ sau khi các trận mưa rào vào tuần trước không đủ để đáp ứng cho các vùng đất nông nghiệp khô cằn. Giá dầu ngay đối với đầu tư và ngôi dự ổn định ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ vào thứ Tư do có mưa khiến hoạt động thu hoạch chậm lại. Trong khi đó, chi phí vận chuyển bằng xà lan giảm trong những ngày gần đây do nhu cầu vận chuyển bằng xà lan giảm, dấu hiệu cho thấy doanh số bán hàng chậm lại và nhu cầu yếu từ các nhà xuất khẩu vùng vịnh. Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sụt giảm Ukraine đã xuất khẩu 6,82 triệu tấn ngũ cốc trong niên vụ 2023-2024 từ tháng 7 đến tháng 6, giảm 24% so với 8,99 triệu tấn cùng kỳ năm trước chỉ có 153.000 tấn ngũ cốc đã được xuất khẩu trong 3 ngày đầu tháng 10, so với 297.000 tấn một năm trước. Ukraine dự kiến sẽ thu hoạch 79 triệu tấn ngũ cốc và hạt có dầu vào năm 2023, với tổng dư thừa có thể xuất khẩu trong năm 2023-2024 là khoảng 50 triệu tấn. Bị phong tỏa và các cuộc tấn công của Nga vào các cảng của Ukraine trên sông Danube là những nguyên nhân chính khiến xuất khẩu giảm. Trong 12 tháng lệnh phong tỏa được đình chỉ, Ukraine đã xuất khẩu khoảng 33 triệu tấn nông sản từ các cảng biển đen. Kiev tăng cường nỗ lực thách thức sự phong tỏa của Nga thông qua xuất khẩu qua các cảng sông nhỏ trên sông Danube và qua biên giới đất liền phía Tây với Liên minh châu Âu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của HCT. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.